Anh em nha, video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim 1 triệu token New Chan nha bạn. Hiện tại dự án này nó có chương trình để góp claim cho claim Pri 1 tỷ token New Chan nha các bạn. Và hiện tại nó chương trình bán hàng free sale là các bạn có thể mua là 0.01 BNB và max 10 BNB nha các bạn. Thì mình qua mình check website của nó các bạn. Trên trang BC Scan nó thì tổng cung của nó tới 50 triệu tỷ các bạn. Hiện tại có 20.000 holder người ta các bạn. Hiện tại nó cho giao dịch trên PancakeSwap này bạn, có nhiều rất là nhiều holder các bạn. Hiện tại website nó đang update nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn click phần link mô tả, các bạn copy phần link mô tả mình video mình các bạn sáng giao trình duyệt với chocolate, trình duyệt đá trên dưới chocolate, các bạn chọn mạng BNB Smart Chain này các bạn. Đây mình thấy dự án này khá ngon nên mình sẽ mua 0.101 BNB nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào bay nè. Rồi các bạn bấm nút chấp thuận nha các bạn. Còn các bạn claim free thì tốn cứ khoảng 0.03 BNB nha các bạn. Còn bạn nào muốn claim Pri thì bấm vào claim iDrop các bạn. Thì mình đã mua giá free sale của nó các bạn. Mình kiểm tra con chắc. Sau khi mình đã mua hàng free sale nó, mình dán con chắc của nó coi nó có vàng không các bạn. Mình test cho các bạn luôn đó. Rồi các bạn mở ra token Nisa Chan các bạn. Nisa Chan. À mình đã được 100 triệu token các bạn. Và mình qua trên bên Discord mình đã coi nó list sàn PancakeSwap cho người ta các bạn. Hiện tại token này nó cho giao dịch trên sàn PancakeSwap nữa. Hiện tại giá là khá là thấp luôn các bạn. Mình sẽ claim thêm một chút nữa các bạn. Để bấm vào một claim free cho tất cả các bạn nhận được 1 triệu token này có khoảng bao nhiêu ta? Claim iDrop nè. K no best address is chocolate mitama. Bấm vào claim sao không được ta? Nếu không được thì các bạn dùng bằng backup 12 chuỗi ký tự qua bên dí chút qua địa bên dí MetaMask các bạn. Trên dí MetaMask thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Để mình lướt xuống BNB Smart Chain bằng bấm qua ba dấu gạch, bấm vào trình duyệt các bạn. Rồi các bạn dán đường link cái phần link mô tả mình nha các bạn. Để mình qua mình claim bên dưới địa chỉ bên dưới chocolate được không? Thì trên cái máy các bạn làm thẳng kết nối với chocolate thử các bạn. Sao trên máy mình kết nối với chocolate không được? Không được luôn các bạn. Để mình dùng với podcast token thử các bạn. Mở với podcast token mình ra claim thử được không? Giao trình diệp mình dám đáp cho nó. Các bạn thử claim trên MetaMask kia. Nếu không được ha, qua bên tòa cầm OK nha tất cả các bạn. Đây mình đang test cho các bạn. Mình vào một claim thử các bạn. Được không? Sẽ nó không ăn ta. Trong web khá là nặng các bạn. Khá là lan luôn các bạn. Kỹ thế. Chú kỹ thế. À, các bạn cứ làm bên với tôi cầm một cách các bạn bấm vào confit nè. Mình sẽ tốn phí ga là 0.0004 BNB khoảng 0.28 mà các bạn.
khá là rẻ luôn. Bạn bấm vào cái phía payment này, bạn nhập password vào nha các bạn. Sau đây bạn bấm vào một cái phía này để xác nhận. Ok, chúng ta ok không? Ok, mình đã claim về nè các bạn. Mình đã về được một thêm 1.000 token nữa các bạn. Vậy là 1.000 token các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim token New Chain đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.